nhỉ, thì chúng ta học một cái rất quan trọng là lúc nào cũng phải giữ trục. Nhưng hôm nay học cái quan trọng là chúng ta học cách xoay chân. Khi chúng ta đi qua trục ấy, là chúng ta phải xoay cái eo chúng ta mở ra. Cái thứ ba, hai nữa là cái gối ấy. Bình thường chúng ta là chỉ đến lúc này thôi, thì hôm nay chúng ta sẽ tập làm sao nó căng đến lúc này, căng cong ra. Ok, khi chúng ta căng cong đủ thì vai mình vẫn thẳng, một người mình thành trục thẳng chéo, bắt đầu chúng ta chỉ việc vẩy cái phần chân ra, là chúng ta hạ gót xuống và chân đằng sau nâng lên, thì nó tiếp sàn nó rất là êm. Tạm nó không nhìn lại nhỉ. Đây là cái mà chúng ta rất quan trọng là đi qua chân trụ ấy, là việc phải nâng cái phần eo lên, đúng không? Nâng phần eo lên và chúng ta không được dùng chân nhưng mà chúng ta xoay cái phần eo. Thì khi chúng ta đi qua chân trụ là step body, chúng ta giãn lên phần đỉnh đầu và ngón chân xoay hết ra, thế là chúng ta lắc eo và đồng thời dừng thêm cái phần chân là chúng ta sẽ trong tâm mình sẽ tập 50. Thì cái bước chúng ta đi lúc nào đặt được như vậy. And step dướn, and step dướn, step dướn, step dướn, step dướn, step. Okay. Mọi người cố gắng lưu ý cái này nhỉ, luôn luôn qua eo, đừng bao giờ để bị gãy, hãy luôn luôn giữ cái phần người, phần eo chúng ta cao, giữ phần eo cao, giữ eo cao, và sau đó khi chúng ta xoay eo bao nhiêu thì chân chúng ta sẽ đưa lên bấy nhiêu, không làm riêng hông, không làm riêng chân, mà cùng một lúc. Ok, điều cuối cùng nữa là cùng một lúc của eo, đầu, cái trục và cái gối cũng phải đi cùng một lúc và cái người mình vẫn đang cùng đi cùng một lúc. And step. Ok chưa? Sau đó là tiếp tục theo quy trình xuống hết, sau đó là dướn hết và step. Ok, mọi người về tập lại nhỉ. Buổi thứ 5, chú trọng học eo. Rồi, cảm ơn các bạn.